tất cả mọi người. Hiện tại thì Ken Ken Vlog đang có mặt ở huyện Bảo Lâm để đến và cúng viếng chùa Di Đà. Thì chùa Di Đà có địa chỉ là tại thôn 6, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Thì vị trí của chùa thì cách thành phố Bảo Lộc khoảng gần 30 cây số mọi người. Thì đây là một cái ngôi chùa có quy mô lớn nhất của thành phố, vị trí thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng luôn ha mọi người ha. Thì kính mời tất cả mọi người cùng theo chân của Ken Ken Vlog tiến sâu vào khu vực bên trong của chùa để mình cùng tham quan cảnh quan của chùa nè, rồi cùng cúng viếng Phật tại cái ngôi chùa Di Đà rất là nổi tiếng này ha mọi người ha. Let's go mọi người ha. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đã quan tâm và ủng hộ kênh của Ken Ken Vlog. Thì hiện tại tôi đang có mặt ở ngôi chùa Di Đà, ngôi chùa mang tên chùa Di Đà ở huyện Bảo Lâm của tỉnh Lâm Đồng, cách trung tâm của Bảo Lộc như mình giới thiệu là khoảng 30 km đó mọi người. Thì hôm nay thời tiết ở vị trí này thì rất là mát mẻ luôn mọi người. Thì mình đến viếng chùa vào buổi sáng thì khoảng 8 giờ mọi người, thì không khí ở đây vô cùng mát mẻ luôn á. Vị trí này thì cách thành phố Đà Lạt khoảng 110 km luôn ha mọi người ha. Thì hình ảnh mà mọi người đang thấy là hình ảnh của cổng tam quan chùa Di Đà. Thì phía trên là những cái mái đao mọi người, mấy mái đao thì mình thấy là hình phượng ha mọi người ha. Thì phía trên nữa thì mình thấy có cái vòng Bát Nhã nè. Đây là vị trí mặt tiền đường của cổng tam quan của chùa mọi người, rất đẹp ha. Hai bên của cột lối dẫn vào cổng tam quan của chùa mình thấy có ghi câu này. Mình xin phép đọc để chia sẻ cùng tất cả mọi người luôn ha. Tịnh độ nơi đây, thích ý rong chơi, người chẳng tìm cầu chi nữa. Còn bên phải là câu bản môn bây giờ thảnh thơi, an trú ta há theo đuổi gì thêm. Cổng tam quan của chùa Di Đà quá đẹp luôn mọi người ơi. Vị trí của chùa thì mình di chuyển bằng xe ô tô, xe hơi, xe máy rất là thuận tiện và dễ dàng mọi người ha. Đây là lối dẫn vô chùa này mọi người. Thì hai bên đó có hàng cao nè, rồi mọi người thấy không, cánh rừng, cánh đồng trà nè mọi người, xanh bát ngát luôn ha, rất đẹp luôn á. Tại vì đây là xứ sở của Lâm Đồng, không khí mát mẻ. Và Lâm Đồng nổi bật ngoài cái vấn đề về du lịch thì nổi bật về canh tác trồng chè đó mọi người. Cảnh quan ở đây quá mát mẻ luôn. Cảnh quan thì rất đẹp, không khí thì rất là mát mẻ luôn mọi người ơi. Mỗi bước chân đi vào tịnh độ, mỗi cái nhìn thấy được pháp thân. Đó là câu trên cổng tam quan của chùa mọi người, mình đọc để chia sẻ cho tất cả mọi người luôn á. Bây giờ mình xin kính mời tất cả mọi người cùng tiến sâu vào khuôn viên bên trong của chùa Di Đà ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng để cùng tham quan cảnh quan thiên nhiên của chùa, cùng tận hưởng cái không khí an tịnh mát mẻ của chùa và viếng Phật ở khu vực tòa nhà chánh điện cũng như là những khu vực có những tôn tượng thần Phật ha mọi người ha. Đây là vị trí đầu xe hơi, xe ô tô của chùa Di Đà nè mọi người. Thì mình thấy ở đây có một cái sơ đồ. Thì trong sơ đồ này thì mình xin đọc để ghi nhận về những cái công trình hạng mục của chùa Di Đà ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng luôn ha mọi người ha. Thì mình thấy là có thác Đào Nguyên Cốc Tam Hợp nè, rồi thác Quan Âm, nhà khách, vườn rau, nhà bếp, nhà ăn, sân bóng, nhà tổ, chánh điện, rồi nhà tăng, hồ cá Quan Âm. Đây cũng chính là những cái công trình hạng mục của chùa Di Đà mà một chút xíu mình sẽ tiến sâu vào từng khu vực bên trong á để mình ghi hình và chia sẻ hình ảnh chùa Di Đà ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ cho tất cả mọi người đã quan tâm và ủng hộ kênh du lịch và khám phá kênh Ken Vlog luôn mọi người ha. Khi bước vào cổng tam quan của chùa Di Đà
thì mình sẽ thấy ngay có một cái hồ, thì giữa lòng hồ là một cái tòa tháp một cột mọi người. Thì bây giờ mình xin tiến sâu vào khu vực hồ và có tòa tháp giống như là chùa một cột của mọi người để mình ghi hình và cúng viếng Phật ở khu vực chùa một cột này luôn ha mọi người ha. Vào khu vực này mình có những cái bậc tam cấp để mình đi ra khu vực tháp nè mọi người, tháp giữa lòng hồ. Thì cái hồ này cũng khá lớn nè ha. Để mình tiến lên để mình cúng viếng trong cái khu vực tòa tháp chùa một cột này luôn mọi người ơi. Không khí sáng nay tại Lâm Đồng thì khá mát mẻ mọi người. Không có lạnh ha mọi người ha, rất là mát mẻ luôn á. Mình thấy bên trong của khu vực tháp chùa một cột thì thờ tôn tôn tượng của Đức Phật Chuẩn Đề mọi người. Vị trí này mình quay cho mọi người xem á, thì bên tay phải của khu vực tòa nhà chánh điện mình thấy có một cái tháp. Thì tháp này là tháp chuông mọi người ha. Tòa tháp làm rất đẹp phải không mọi người? Đỉnh tháp nè. Đỉnh tháp là hình nhọn luôn hết mọi người ha. Khung cảnh hết sức tuyệt vời ha. Chùa Di Đà thì tọa lạc địa chỉ ở thôn 6, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Đây còn được biết đến là một cái buôn làng của người dân tộc Châu Mạ với tên là Đăng Đừng. Có một cái tục lệ như thế này mọi người, có nghĩa là chú rể mà sau khi cưới vợ thì phải sang ở nhà vợ, đến khi mà nộp đủ đồ sính lễ cho nhà gái thì mới được đưa vợ về ở hẳn với nhà của chú rể mọi người. Thì ngôi chùa Di Đà còn được người dân ở địa phương gọi là chùa Đăng Đừng á mọi người. Người Mạ thì là một trong những cái dân tộc thiểu số của Việt Nam, thuộc ngữ hệ Mông, Khmer, cư trú ở một số tỉnh như Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Bình Phước mọi người ạ. Nhưng gắn bó lâu đời ở vùng hạ lưu sông Đà Dân, các huyện phía nam của tỉnh Lâm Đồng á mọi người. Hình ảnh này là mà các bạn đang xem á, là khu vực tòa nhà chánh điện mọi người. Thì lối kiến trúc thì rất là lạ ha mọi người ha. Thì phía bên trên mái thì là hình mái hình chữ V. Phía đỉnh thì có hình lưỡng long trân châu. Những mái đao thì là hình phượng mọi người ha. Khu vực tòa nhà chánh điện thì phía bên dưới mình thấy giống như là thiết kế giống như kiểu nhà sàn á mọi người. Làm cho khu vực này vô cùng trang nghiêm. Thì mái ngói nè, mái ngói đỏ hồng nè, còn vách tường thì là những cái viên gạch ốp ốp lại với nhau mọi người. Rất đẹp ha. Khu vực tòa nhà chánh điện và kết hợp với cảnh quan thiên nhiên xung quanh khu vực tòa nhà chánh điện là những cái vườn chè, vườn rau thì vô cùng đẹp ha. Rất là đẹp luôn. Bây giờ trước hết thì mình xin đi một vòng khuôn viên ở bên ngoài á, để mình quay những cái tôn tượng, ví dụ như mình thấy có tôn tượng Đức Phật Di Lặc, rồi tôn tượng Đức Mẹ Quan Thâm Bồ Tát á, để mình ghi hình trước khu vực bên ngoài, rồi sau đó mình hãy tiến sâu vào khu vực tòa nhà chánh điện để cúng viếng Phật ha mọi người ha. Ở góc này thì mình thấy rõ ràng là có tôn tượng của Đức Mẹ Quan Thâm Bồ Tát được tạc từ đá hoa cương nè mọi người, rất đẹp ha. Khu vực rất là thanh tịnh luôn á. Hình ảnh của Đức Mẹ Quan Thâm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn từ bi hỷ xả rất đẹp. Vị trí này thì mình thấy có tôn tượng của Đức Phật Di Lặc nữa mọi người. Rất đẹp ha. Cạnh bên là một cái cao, cây cao, có vài cây cao và một cái hòn núi giả mọi người ha. Wow. View ảnh ở đây rất là đẹp luôn mọi người ơi. Nếu những ai muốn tìm cho mình một cái góc ảnh đẹp để chụp ảnh tại chùa và kết hợp với du lịch cũng như là viễn cảnh chùa mọi người, thì chùa Di Đà rất là phù hợp luôn á mọi người.
bây giờ chúng ta sẽ tiến lên khu vực tòa nhà chánh điện của chùa Di Đà mọi người ha, để cùng chiêm bái Phật ở vị trí khu vực tòa nhà chánh điện luôn nha. Đây là những cái cầu thang để mình dẫn lên, là hai bên có cặp sư tử mọi người ha, tức là có hai lối dẫn lên thì mỗi bên có cặp sư tử ha. Wow, những cái lối dẫn lên rất là đẹp. Những bậc thang đi lên cũng được sơn màu ngói mọi người ha. Thì lối kiến trúc rất là lạ, làm cho khu vực tòa nhà chánh điện vô cùng đẹp luôn ha. Thì chùa Di Đà được khánh thành vào những năm 2018, tuy nhiên vẫn còn một số cái công trình trong thể xây dựng của chùa chưa thực hiện được do ảnh hưởng của dịch bệnh thiên tai lũ lụt mọi người. Thì vào đầu năm 2021 thì để phục vụ cho việc tu học với số lượng Phật tử lớn, với sức chứa là khoảng 500 tu học viên, cho nên chi phí xây dựng là vấn đề rất là khó khăn. Thì chùa có tổ chức vận động kêu gọi lòng hảo tâm của chư tư, chư tôn thiền đức và quý Phật tử để công trình giảng dạy, giảng đường sớm được hoàn thiện mọi người. Thì ở đây mình thấy có cái tấm bảng ghi những cái nội dung mình vừa đọc này của năm 2011 mọi người ha. Về lối kiến trúc của khu vực tòa nhà chánh điện là mọi người mình thấy có sử dụng gỗ, cửa thì cửa gỗ mọi người ha. Thì vách thì là những cái viên gạch, những viên gạch được xây đan với nhau là mọi người. Bây giờ mình sẽ tiến sâu vào khu vực tòa nhà chánh điện ha mọi người ha. Wow, khu vực tòa nhà chánh điện rất đẹp ha, rất trang nghiêm. Khi bước vào khu vực tòa nhà chánh điện thì hai bên thì mình sẽ thấy ngay là hai vị hộ pháp mọi người ạ. Bên trái và bên phải đều có một vị, mỗi một bên là một vị ha mọi người ha. Khuôn viên của khu vực tòa nhà chánh điện thì vô cùng rộng lớn luôn mọi người ơi. Quá đẹp ha, lối kiến trúc nè. Thì trước khi mà vào viếng Phật A Di Đà ở chính điện thì mình thấy có tôn tượng của Đức Phật Chuẩn Đề nè mọi người, và hình tượng của Tam Thế Phật ha mọi người ha. Thì đây là tôn tượng của Đức Phật A Di Đà, thì mình thấy có một cái tôn tượng được làm bằng đồng nè mọi người, rất đẹp và rất trang nghiêm mọi người ha. Thì có một cái tôn tượng phía sau thì cũng là hình tượng của Đức Phật Di Đà, nhưng được làm bằng gỗ, tạc bằng gỗ mọi người. Rất đẹp luôn và cực kỳ trang nghiêm ha mọi người ha. Hy vọng trong thời gian tới nếu những ai có duyên về với thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng hay thành phố Đà Lạt mọi người, thì nếu mình muốn mình tìm một cái địa điểm du lịch tâm linh thì chùa Di Đà ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng là một gợi ý cho tất cả mọi người ha. Thì hai bên của tôn trí tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Mẹ Quán Thâm Bồ Tát và Đức Đại Thế Chí Bồ Tát ha mọi người ha. Bên trái của tôn tượng Đức Phật A Di Đà là hình tượng của Đức Mẹ Quán Thâm Bồ Tát cũng được tạc từ gỗ. Tôn tượng rất là đẹp cũng như là rất trang nghiêm mọi người ha. Lối kiến trúc cái mái ngói hình chữ V nè mọi người. Đỉnh thì là mái nhọn ha mọi người ha. Còn hai cái đế phía dưới là chữ V, giống như chữ V vậy đó. Rất là độc đáo, lối kiến trúc độc đáo mọi người ha. Rất đẹp luôn á. Những cái góc ảnh này thì vô cùng thanh tịnh phải không mọi người? Thì mình quay trên khu vực tòa nhà chánh điện á, rất là đẹp luôn ha, rất thanh tịnh luôn.
Trong khuôn viên của chùa thì mình thấy có vườn lâm tỳ ni, hình ảnh của Đức Phật Thích Ca nè mọi người. Hình ảnh Đức Phật Thích Ca ngồi dưới gốc cây Bồ đề hả mọi người ha. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Khu vực này vô cùng thanh tịnh và khi mình đứng ở vị trí này thì chắc chắn cũng sẽ có cảm giác là rất thanh tịnh và thư thái nha mọi người ha. Đây là khu vực xung quanh của khuôn viên của vườn lâm tỳ ni này mọi người. Nhiều cây xanh ha, những cái mái chùa thì rất là đẹp luôn á. Những dãy nhà như thế này thì mình gọi là khu vực nhà tăng ở mọi người. Rất đẹp ha, rất thanh tịnh luôn á, khu vực xung quanh rất là thanh tịnh luôn. Hình ảnh của mình, các bạn mà mình đang quay cho các bạn xem á, thì là khu vực chánh điện. Thì chánh điện ở phía trước, còn phía bên sau, phía sau của khu vực tòa nhà chánh điện mọi người, mình thấy có một cái tòa nhà nữa. Thì tòa nhà này theo sơ đồ ban đầu mình giới thiệu á, thì đây là khu vực thờ tổ ha mọi người ha. Wow, lối kiến trúc giống nhà sàn, giống nhà sàn ha mọi người ha. Rất đẹp. Wow, quá đẹp luôn ha mọi người. Có trồng nhiều hoa luôn mọi người. Đây là xứ sở là Lâm Đồng mà, nên cái việc mà trồng hoa thì rất là thuận tiện và dễ dàng ha. Tổ Linh Đường này mọi người, khu vực Tổ Linh Đường. Bây giờ mình sẽ tiến vào để cúng tổ ha mọi người ha. View rất là đẹp luôn á. Wow, mình thấy có tôn tượng của Đức Tổ Sư Đạt Ma mọi người ạ. Rất đẹp luôn, rất trang nghiêm ha. Khu vực nhà tổ thì cũng rất là rộng ha mọi người. Có nhiều cái bàn. Những cái bàn này thì mình nghĩ là chắc phục vụ cho việc ngồi nghỉ ngơi mọi người ha. Hôm nay thật sự là rất là may mắn vì đủ duyên được đến với cúng viếng tại chùa Di Đà ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng mọi người. Thì cảm nhận của mình thì khuôn viên cảnh quan của chùa cực kỳ đẹp luôn. Rất là đẹp, về không khí thì rất mát mẻ mọi người, rất là mát mẻ luôn á. Thì với mình thì mình rất là thích ngôi chùa Di Đà bởi những cái đặc điểm trên, và khu vực tòa nhà chánh điện thì thờ Phật Thích Ca rất trang nghiêm nữa. Những khu vực khác thì mình sẽ kể đến, ví dụ như tôn tượng Đức Phật Di Lặc nè, rồi Đức Mẹ Quan Thâm Bồ Tát mà mình có quay cho cả nhà xem á. Thì hy vọng trong thời gian tới cả nhà mình có chuyến du lịch về với Lâm Đồng hay về với Đà Lạt, cụ thể là tới Bảo Lộc, thì chùa Di Đà sẽ cũng chắc chắn cũng sẽ là một cái điểm gợi ý cho tất cả Phật tử cũng như là tất cả mọi người luôn á. Vị trí này thì mình thấy có tôn tượng của Đức Phật Di Lặc nữa mọi người. Rất đẹp ha. Cạnh bên là một cái cây cao, có vài cây cao và một cái hòn núi giả mọi người ha. Wow, view ảnh ở đây rất là đẹp luôn mọi người ơi. Nếu những ai muốn tìm cho mình một cái góc ảnh đẹp để chụp ảnh tại chùa và kết hợp với du lịch cũng như là viếng cảnh chùa mọi người, thì chùa Di Đà rất là phù hợp luôn á mọi người. Tiếp nối là khu vực giảng đường, khu vực giảng đường của chùa Di Đà mọi người. Khu vực giảng đường mình thấy cũng rất là lớn luôn mọi người ơi. Những công trình rất là đẹp luôn ha, lối kiến trúc nè. Mái ngói thì hình chữ V mọi người ha. Wow. Rất đẹp ha. Thì hai bên cổng mình có thấy chữ Tâm với là chữ Phật. Tâm Phật mọi người ha. Nằm cạnh với giảng đường thì mình thấy có một tôn tượng Đức Mẹ Quán Thâm Bồ Tát được sơn màu hồng, hướng ra một cái hồ mọi người. Thì đây là vị trí của cái hồ nè.
Ồ, cái hồ đẹp quá ha. Cả nhà thấy cái hình hình tượng tôn tượng của Đức Mẹ Quán Thánh Bồ Tát không? Chắc là màu hồng hồng đó mọi người. Bây giờ mình tiến lại gần ha mọi người ha. Tôn tượng Đức Mẹ được sơn hồng nè mọi người, rất là đẹp luôn ha. Thì tôn tượng này cao khoảng 10 khoảng 9 mét mọi người ạ. Tôn tượng cao khoảng 9 mét, rất đẹp ha. Cái bên thì mình thấy có cây hoa giấy nè, rất là đẹp luôn. Nam Mô Quán Thánh Bồ Tát, đẹp quá ha mọi người. Tôn tượng của Đức Mẹ Quan Âm Bồ Tát nè, rất là đẹp luôn á. Mình thật sự rất là vui khi hôm nay có duyên đủ lành để đến với chùa Di Đà ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng mọi người. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe ha, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cả nhà nhớ bấm like cho mình một like nha, hoặc là đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều cái video clip mới trong thời gian tới ha, cả nhà ha. Goodbye, xin chào.